Kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm dương lịch. Nhìn lại một năm qua, chúng ta không thể không tạ ơn Thiên Chúa vì những ân huệ Chúa đã ban cho chúng ta trong tư cách cá nhân, trong tư cách gia đình hay trong tư cách của một công dân trong một đất nước. Thưa anh chị em, chúng ta vừa cùng nhau trải qua một năm đầy biến động với những biến cố đan xen, vui có, buồn có. Bên cạnh những thành quả thấy được đem lại hy vọng như Học viện Công giáo vừa được nhà nước cho phép hoạt động, Việt Nam đang trải qua những thủ tục pháp lý cuối cùng để gia nhập TPP, Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Thì thưa anh chị em, vẫn còn đó những lo âu, những trăn trở, đặc biệt là những sự kiện chính trị xã hội đầy bất trắc đang diễn ra hàng ngày, khiến chúng ta, những công dân trong một đất nước, không thể an lòng. Trong lĩnh vực chính trị, sự tiếp tục kiên định đi theo chủ nghĩa xã hội mà hậu quả đau thương của nó để lại trên quê hương đất nước chúng ta 60 năm qua đang tiếp tục đặt ra cho chúng ta những câu hỏi. Những nhà lãnh đạo Việt Nam có thực tâm vì dân, vì nước hay chỉ vì mục tiêu duy trì chế độ, bảo vệ lợi ích của phe nhóm, bảo vệ quyền lợi của cá nhân? Những tranh chấp nội bộ gần đây, đặc biệt trong hội nghị Trung ương 13 vừa qua, cho thấy dù phe nào thắng thì người dân, đất nước mãi là người thua cuộc. Bởi lý do đơn giản, thưa anh chị em, chúng ta là những người dân, nhưng chúng ta đã không được chọn người lãnh đạo của mình. Họ được lãnh đạo không phải bởi những người có tài, mà chỉ là những người đã giành vị trí lãnh đạo bằng các thủ đoạn chính trị, bằng sự tranh giành quyền lực dựa vào quyền lợi của các phe nhóm mà thôi. Đó là sự bi đát và đó là sự thua cuộc của tất cả chúng ta, của người dân đất nước này. Trong lĩnh vực giáo dục, theo báo Người Lao Động số ra ngày 24 tháng 12 năm 2015, tức là cách đây mấy ngày, thì hiện nay số cử nhân thạc sĩ thất nghiệp cả nước là 225.500 người. Sở dĩ có hiện tượng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm phù hợp là do nền giáo dục của Việt Nam hiện nay không chỉ lạc hậu mà còn lạc hướng. Theo tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, thì nền giáo dục của Việt Nam đã phát triển ngược so với thế giới hiện đại. Trong khi các nước tiên tiến trên thế giới dành hẳn một chương trình cho các trẻ em thiệt thòi, thì như anh chị em thấy, tại đất nước chúng ta, Bộ Giáo dục lại tập trung việc giáo dục cho các học sinh giỏi. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng các tượng đài vô bổ, nhưng lại không quan tâm đầu tư vào giáo dục, dù chỉ là ở cấp mầm non. Thay vì để cho các tôn giáo tham gia vào lĩnh vực giáo dục như các nước đang làm, nhà nước Việt Nam tiếp tục độc quyền giáo dục, nhất là chính trị hóa giáo dục, khiến cho hậu quả giáo dục của chúng ta càng cải cách thì càng lùi. Trong lĩnh vực xã hội nói chung, thưa anh chị em, tình trạng tham nhũng tại các cơ quan nhà nước đã trở thành quốc nạn, khiến cho nhiều địa phương không còn tiền để trả lương cho cán bộ và công chức. Tình trạng tham nhũng hiện nay tồi tệ cho đến nỗi ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước, đã phải cảm thấy xấu hổ khi Việt Nam bị xếp hạng tham nhũng cao nhất thế giới. Và ông ví hiện tượng tham nhũng như một bầy sâu. Ông nói, trước đây chỉ một con sâu làm giàu nồi canh, nay thì nhiều sâu lắm rồi, nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, một con sâu đã nguy hiểm lắm rồi, vậy một bầy sâu thì chết cái đất nước này. Đó là lời tôi trích của ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước.
Thưa anh chị em, bầy sâu mà ông Trương Tấn Sang nói tới ở đây, nó ở đâu ra? Ông Huỳnh Phong Chanh là Tổng Thanh tra Nhà nước, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Người Lao Động số ra ngày 24 tháng 12 năm 2015, tức là cách đây mấy ngày, ông đã khẳng định ngay trong cơ quan chống tham nhũng cũng có tham nhũng, mà trưởng ban chống tham nhũng lại do ông Tổng Bí Thư cầm đầu. Thế nó mới đau. Làm sao có thể diệt được tham nhũng khi cơ quan tham nhũng thì lại tham nhũng? Bên cạnh tình trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, thưa anh chị em, các quyền con người như quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo, quyền tư hữu, quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt quyền tham gia chính trị tiếp tục bị vi phạm một cách có hệ thống. Tình trạng dân oan mất đất tiếp tục gia tăng, những người dân yêu nước tiếp tục bị bắt bớ, giam cầm cách bất công, bất chấp pháp luật, như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài và người cộng sự của ông, cô Lê Thị Thu Hà mới đây. Trong đời sống giáo hội, hiện tượng nở rộ các phong trào như sứ điệp từ trời, sứ điệp Chúa đến, vừa ngấm ngầm, vừa công khai chống lại giáo hội, gieo rắc sự hoang mang, sự sợ hãi trong lòng các Kitô hữu, khiến cho chúng ta không thể yên lòng, khiến cho nhiều người đã dần xa đời sống hội thánh, đánh mất đức tin. Vâng, đó là một hiện tượng mà chúng ta đang phải đối diện trong hội thánh công giáo chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong khung cảnh của thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, chúng ta không thể kể ra được hết các mặt khác nhau của hiện thực xã hội, nhất là vì đây là thánh lễ, không phải là nơi để chúng ta tổng kết các sự kiện chính trị xã hội. Sở dĩ chúng tôi nêu lên một vài hiện tượng xã hội tiêu biểu như vậy là vì đối với người công giáo chúng ta, xã hội chính là nơi chúng ta bày tỏ và sống niềm tin Kitô giáo, là nơi chúng ta được mời gọi dấn thân canh tân xã hội, đặc biệt trong năm Giáo hội Công giáo Việt Nam được mời gọi tân phúc âm hóa đời sống xã hội năm 2016 này. Cộng đồng Vatican No. 2 trong hiến chế ánh sáng muôn dân đã viết những lời sau đây: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai sầu khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Chúng ta không tách mình ra được khỏi xã hội chúng ta, bởi chúng ta được mời gọi chia sẻ, gắn bó với chính mảnh đất nơi chúng ta đã được sinh ra lớn lên. Cũng vậy, thư chung của Hội đồng Giám mục năm 1980 cũng đã khẳng định là hội thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết gắn bó với vận mệnh quê hương, noi theo truyền thống của dân tộc, hòa mình vào cuộc sống hiện đại của đất nước. Sở dĩ tôi trích những điều này là để cho anh chị em thấy sở dĩ tại sao tôi phải nêu lên những hiện tượng xã hội tiêu biểu để chúng ta cùng nhau suy gẫm trong thánh lễ này. Một cách đặc biệt, thưa anh chị em, sách thánh khi trình bày cho chúng ta công trình cứu độ của Thiên Chúa thì luôn trình bày kế hoạch ấy trong một khung cảnh lịch sử cụ thể với tất cả những sự thật của nó. Thánh Kinh luôn như vậy. Chúng ta thấy suốt đầu cuốn sách thánh cho đến cuối, luôn luôn một xã hội con người được mở ra và Thiên Chúa đã đi trong cái xã hội ấy. Đó là lịch sử mà hôm nay Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng nhau dấn thân. Lịch sử ấy có thể đó là lịch sử của những bội phản, của những tranh chấp, của những bất công. Khi đến thế gian trong dung mạo của một con người, Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu cũng đã không tách mình ra khỏi lịch sử. Ngài đứng giữa lịch sử, đi bên con người, tố cáo những hành động mờ ám, những vi phạm trật tự luân lý của Hê-rô-đê, của các kinh sư và biệt phái. Ngài hỏi họ là mồ mả tôi vôi. Ngài công bố cho mọi người nẻo đường của tin mừng, ngang qua bốn giá trị, đó là sự thật, công lý, tự do và tình yêu. Đó là bốn giá trị mà bất cứ một xã hội nào cũng phải xây dựng dựa trên nó nếu muốn xã hội ấy là một xã hội phát triển công bằng. Vì thế, thưa anh chị em, việc nêu lên một vài sự kiện nêu trên chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết vì chúng ta sinh ra và gắn bó với đất nước này. Điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân của những sự kiện,
đang gây bất ổn xã hội, đang làm cho sự bất công ngày càng gia tăng. Những bất ổn gây bất công này đang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống đức tin của chúng ta. Vậy câu hỏi mà chúng ta đặt ra hôm nay đó là: đâu là nguyên nhân gây nên tình trạng bất công, bất ổn trong xã hội Việt Nam đương đại? Nguyên nhân thì rất nhiều, thưa anh chị em. Về các nguyên nhân này, chúng tôi cũng đã nhiều lần chia sẻ với anh chị em. Đó có thể là do tình trạng lỗi hệ thống. Đây là một trong nhiều nguyên nhân mà ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội, đã từng nêu lên trong một cuộc trả lời phỏng vấn các báo đài nhà nước. Ông cho rằng thể chế chính trị tại Việt Nam bị lỗi hệ thống từ gốc đến ngọn, do chúng ta xây dựng một xã hội dựa trên ý thức hệ Marxist-Leninist. Đây là tôi trích lời của ông Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên nhân cũng có thể là do thể chế chính trị tại Việt Nam là thể chế độc tài, không tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Họ quản lý xã hội bằng nghị quyết, nghị định, chứ không quản lý xã hội bằng luật pháp như các quốc gia dân chủ luôn đề cao phẩm giá và các quyền của con người. Thưa anh chị em, trong khung cảnh của buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm nay, chúng ta không thể nói hết được về mọi nguyên nhân gây nên tình trạng bất ổn trong xã hội chúng ta. Chúng tôi chỉ xin nêu lên ở đây một nguyên nhân khách quan đã được Đức Giáo Hoàng Francisco nêu rõ trong Sứ điệp Hòa bình năm 2016 tới đây. Trong Sứ điệp Hòa bình gửi tới mọi dân tộc, mọi quốc gia nhân ngày cầu cho hòa bình thế giới ngày 1 tháng 1 2016 với chủ đề vượt sáng thắng sự thờ ơ để giành lấy hòa bình, Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết: đáng buồn thay, chiến tranh, khủng bố đi cùng với việc bắt cóc, sự bách hại sắc tộc và tôn giáo và việc lạm quyền đã đánh dấu năm vừa qua từ lúc khởi sự cho đến khi kết thúc. Ở nhiều nơi trên thế giới, những điều này đã trở nên quá bình thường đến nỗi tạo nên cuộc thế chiến thứ ba đang diễn ra từng mảnh. Đức Thánh Cha coi sự thờ ơ trở thành một trong những nguyên nhân gây nên cuộc chiến thế giới thứ ba, nhưng là một cuộc chiến phân mảnh diễn ra hầu khắp trên khắp mọi mảnh đất trên toàn thế giới. Theo Đức Thánh Cha, chính sự thờ ơ, sự dửng dưng với xã hội và sự thiếu liên kết giữa các thành phần xã hội dân sự đã làm cho sự bất công, cái ác ngày càng lan rộng. Theo Ngài, chính sự dửng dưng, sự thờ ơ với vận mệnh đất nước và sự thiếu liên kết giữa các thành phần xã hội khác nhau, đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự, đã làm cho sự bất công, làm cho cái ác ngày càng lan rộng. Chính chúng ta chứ không phải ai khác, khi chúng ta im lặng trước bất công, vô cảm với đồng loại, nhất là vô cảm với những ai đang bị tước đoạt các quyền cơ bản của con người, đã làm cho cái ác lên ngôi. Nếu mọi người dân trong đất nước này đều đoàn kết một lòng với nhau, thì không gì chúng ta không thể làm được. Đức Giáo Hoàng Francisco viết: kiểu thờ ơ đầu tiên trong xã hội loài người là sự thờ ơ đối với đức tin, đối với Thiên Chúa. Điều kế đến sẽ dẫn đến sự thờ ơ với người thân cận của mình và với môi trường. Ngài nói rằng nếu ở trên đầu chúng ta không còn một ai khác, thì khi đó ta sẽ quy hướng về mình là trung tâm. Và khi người ta quy hướng và lấy mình làm trung tâm, thì sự ích kỷ sẽ bắt đầu lan rộng, chủ nghĩa cá nhân sẽ bành trướng, và con người sẽ không còn sống một tình yêu đích thực dành cho nhau. Ngài viết sự thờ ơ trước người thân cận của chúng ta, tự nó thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Một số người thì được trang bị thông tin đầy đủ, họ nghe đài phát thanh, đọc báo, coi truyền hình, lên Facebook hàng ngày, nhưng họ làm thế một cách máy móc mà chẳng có phần tham gia chút nào. Họ biết một cách mơ hồ về những thảm kịch đang tác động lên nhân loại, nhưng họ không có cảm thức có liên quan hay thương cảm. Họ vẫn biết các thông tin, nhưng họ đứng ngoài cuộc. Cảm thức của họ là thái độ của những người biết, nhưng để cho cái nhìn của họ, tư tưởng và hành động của họ
tập trung vào chính bản thân mình. Trong những trường hợp khác, sự thờ ơ tự thể hiện chính nó trong sự thiếu quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh mình, đặc biệt khi nó không trực tiếp đụng chạm đến chúng ta. Một số người thích không đặt vấn đề, không đặt câu hỏi hoặc không tìm câu trả lời cho những vấn nạn của cuộc sống. Họ sống một cuộc sống an nhàn, giả điếc trước những tiếng kêu của những người đau khổ. Hầu như một cách không chú ý, chúng ta lớn lên mà không có khả năng thương cảm với người khác và với các vấn đề của họ. Chúng ta không yêu thích gì chuyện quan tâm đến họ, như vấn đề của họ là trách nhiệm của họ và chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta là ai? Đang sống cái tâm thái nào? Tôi nghĩ hôm nay là cơ hội để chúng ta cùng suy gẫm về việc sống tình liên đới, sống lòng yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, Thiên Chúa chúng ta là một vị Thiên Chúa không thờ ơ. Thiên Chúa chúng ta luôn quan tâm đến con người. Thiên Chúa chúng ta không bỏ mặc ai. Ngay tại cội nguồn của nhân loại, Thiên Chúa đã cho thấy chính Ngài cũng có liên hệ đến số phận của con người. Đặc biệt nơi Đức Giê-xu con của Ngài, Thiên Chúa đã xuống ở giữa chúng ta. Ngài mặc lấy xác phàm và bày tỏ tình liên đới của Ngài với nhân loại trong tất cả mọi điều ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giê-xu đã đồng hóa với chúng ta. Ngài đã trở thành trường tử giữa một đàn em đông đúc. Ngài không chỉ bằng lòng với việc dạy dỗ đám đông mà Ngài còn quan tâm đến phúc lợi của họ, đặc biệt khi thấy họ đói hoặc không có việc làm. Ngài đã quan tâm không chỉ đối với những người nam, người nữ mà còn đối với cả cá biển, chim trời, thảo mộc và cây cối, tất cả mọi thứ lớn nhỏ có trong trật tự vũ trụ này. Ngài thấy và ôm hết tất cả mọi thọ tạo. Ngài đã hành động hơn là chỉ nhìn. Ngài chạm vào đời sống của con người. Ngài trò chuyện với họ, giúp họ và thể hiện sự tử tế với những người đang cần sự giúp đỡ. Không chỉ điều này mà Ngài còn cảm thấy rung cảm mạnh mẽ và đã khóc. Ngài đã hành động để chấm dứt khổ đau, sầu khổ, thống hối và sự chết. Trong dụ ngôn về người Samaria tốt, người Samaritano nhân hậu, Ngài đã lên án những người không giúp người khác đang cần sự trợ giúp, những người đi qua vệ đường bên kia. Bằng trường hợp điển hình này, Ngài dạy cho những người nghe Ngài là mỗi người chúng ta, các môn đệ của Ngài, cách riêng hãy dừng lại và giúp giảm bớt khổ đau của thế giới hôm nay và nỗi khổ đau của anh chị em chúng ta, và phải sử dụng cái đó bằng bất cứ phương tiện nào có sẵn, bắt đầu từ chính gia đình mình. Bất luận dù chúng ta bận rộn cỡ nào thì chúng ta đều phải cảm thông, cảm thương, chia sẻ và san sẻ bớt những nỗi đau nhân sinh của những anh chị em. Đức Thánh Cha nói đó là trách nhiệm đức tin của chúng ta, thưa anh chị em. Săn sóc, quan tâm, chữa lành, đó chính là trách nhiệm đức tin của chúng ta. Và sau khi cho thấy trách nhiệm đức tin của người Kitô hữu đối với những ai đau khổ, những người đang là nạn nhân của bất công xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi tín hữu và mọi người thiện chí hãy cùng nhau làm sống lại tình liên đới. Vì tình liên đới theo Ngài là biểu trưng cho một thái độ đạo đức và xã hội đáp trả tốt nhất cho những tai họa của thời đại chúng ta. Sự liên đới đó là một thái độ đạo đức. Và chỉ có sự liên đới sẽ thắng được sự thờ ơ, giúp chúng ta vượt qua sợ hãi và làm cho chúng ta có thể đưa đất nước, dân tộc đến hòa bình đích thực. Theo Đức Giáo Hoàng, chiến tranh và khủng bố đi cùng với sự bắt cóc, sự bách hại tôn giáo, việc lạm dụng quyền lực gây nhiều bất công không phải là gốc rễ của mọi vấn đề. Gốc rễ của mọi vấn đề không phải do cơ chế bị lỗi hỏng, nhưng gốc rễ của vấn đề xuất phát từ chính tâm hồn của mỗi con người, từ sự dửng dưng, sự thờ ơ của chúng ta trước trách nhiệm xã hội, trước tiếng kêu than của đồng loại. Đấy, thưa anh chị em, nguyên nhân sâu xa không phải là do cơ chế, mà nguyên nhân sâu xa bắt đầu trước hết từ chính tâm hồn chúng ta, từ sự dửng dưng, sự thờ ơ của chúng ta trước trách nhiệm xã hội. Nếu tất cả mọi người, mọi tổ chức xã hội dân sự cùng nhau đoàn kết nhất trí vì lợi ích chung và vì tình liên đới thánh thiện,
xuất phát từ trời thì không có bất cứ thế lực nào có thể ngang nhiên đi ngược lại với xu thế của thời đại. Vì theo Đức Thánh Cha, đã tới lúc mọi người, mọi tổ chức xã hội cần phải sám hối vì sự thờ ơ trước vận mệnh của gia đình, quốc gia, dân tộc và quốc tế, và phải bắt đầu lại bằng một ý thức trách nhiệm cùng nhau nhắm đến công ích, xây dựng một nền văn hóa liên đới và thương xót để vượt thắng sự sợ hãi và thờ ơ. Tất cả mọi giải pháp ở chỗ đó, thưa anh chị em. Tất cả mọi giải pháp ở chỗ, tất cả cùng ý thức, trách nhiệm và cùng nhau bắt tay xây dựng một nền văn hóa của liên đới và thương xót để đẩy lùi sự thờ ơ vô cảm. Thưa cộng đoàn, cũng đã dài rồi, hôm nay chúng ta cùng hiện diện nơi đây trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cũng là dịp cuối năm, và hôm nay đặc biệt Giáo hội Công giáo mừng lễ Thánh Gia Thất. Hội Thánh Công giáo cũng vừa mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người ở nơi nhân loại này. Điều đặc biệt trong niềm tin của chúng ta, thưa anh chị em, Thiên Chúa chúng ta khi đến làm người, Ngài đã bước chân vào trần thế ngang qua việc chọn sinh ra trong một gia đình. Việc chọn sinh ra trong một gia đình có lẽ không chỉ để cho chúng ta thấy phần nhân tính hợp pháp của Ngài, mà còn là để khẳng định vai trò nền tảng của đời sống gia đình trong trật tự xã hội nói chung, cũng như trong đời sống giáo hội chúng ta nói riêng. Có thể nói Thiên Chúa đã đến thế gian trước hết ngang qua một gia đình, và từ giữa gia đình này Ngài đã đi vào trần thế, sống tình liên đới với tất cả mọi con người. Chúng ta hôm nay cũng vậy, công cuộc tân phúc âm hóa xã hội hay việc đem tin mừng vào các thực tại xã hội, trước hết và trên hết phải khởi đi từ đời sống gia đình, từ sự cảm thương và tha thứ cho nhau. Trách nhiệm với gia đình là trách nhiệm với xã hội, giáo hội và ngược lại, vì không có sự tách biệt giữa đời sống xã hội và đời sống gia đình. Tất cả chúng ta cùng đi trong một lịch sử, trong đó việc nhà, việc nước là hai thực thể không thể tách rời. Hôm nay khi cùng nhau nhắc lại một vài sự kiện tiêu biểu của xã hội cùng với trách nhiệm đức tin của mỗi chúng ta, chúng tôi không muốn vì điều ấy mà làm cho anh chị em chán nản, sợ hãi hay buông xuôi với một tâm lý rất thiếu trách nhiệm đức tin, đó là cứ để đảng và nhà nước lo. Trái lại, chúng tôi nêu lên những điều đó trong thái độ nhìn lại để sám hối về sự thờ ơ, sự dửng dưng của chúng ta đã gây nên biết bao bất công xã hội, đã để cho sự xấu cái ác lên ngôi, đe dọa tới sự sống của con người. Chúng tôi nêu lên tất cả các sự kiện ấy cũng là để, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016, chúng ta tiếp tục tin tưởng rằng năm 2016 sẽ cho chúng ta thấy tất cả mọi người đều kiên định và vững tin để gắn bó với nhau ở mọi cấp độ trong việc theo đuổi công lý và hòa bình, bất chấp bắt bớ, bách hại, bất chấp những sự khốn khó mà thế gian gây ra cho chúng ta. Thưa anh chị em, không ai có thể ngăn cản được đà tiến của lịch sử. Sự thiện chắc chắn sẽ thắng sự ác. Trong những năm qua, dù chịu nhiều bắt bớ, giam cầm, thì cũng đã có rất nhiều các tổ chức xã hội dân sự được hình thành cách âm thầm hay công khai, như nhóm Nô U chống đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc, mà hôm nay có rất nhiều anh em đang ở nơi đây. Nhóm anh em dân chủ của luật sư Nguyễn Văn Đài, mà hôm nay chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho anh và người cộng sự cô Lê Thu Hà. Nhóm Bosit gồm các nhân sĩ tri thức đã mạnh mẽ lên tiếng về những chính sách sai lầm của chính quyền Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta không đơn độc, bởi vì chúng ta có sự đồng hành hiệp thông không biết mệt mỏi của đồng bào người Việt khắp Nam Châu, của các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế. Chúng ta có quyền tin rằng đất nước sẽ thay đổi khi chúng ta từng người nhận thức ra được rằng chúng ta có một trách nhiệm đức tin, đó là dấn thân vượt thắng sự thờ ơ để giành lấy công lý và tự do cho hết mọi cả mọi người. Nhân đây, qua các anh an ninh, tôi cũng xin gửi lời kêu gọi đến các vị lãnh đạo nhà nước,
hãy ý thức trách nhiệm lịch sử của mình trước dân tộc. Hãy trở về với dân, lấy dân làm gốc, can đảm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để cùng người dân xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, ấm no, văn minh và hạnh phúc. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện hôm nay cho thế giới hòa bình, cho người dân Việt Nam bớt đi sự thờ ơ với vận mệnh quê hương. Đặc biệt cầu nguyện cho người anh em chúng con, luật sư Lê Văn Đại, Nguyễn Văn Đài và người cộng sự. Xin cho họ được bình an trong chốn lao tù và sớm tìm được sự tự do. Amen.